Từ sông Bến Hải đến dinh độc lập. Hồi ký. Tác giả Hoàng Đan. Giọng đọc Hải Yến. Số 9. Giải phóng Huế, Đà Nẵng. Cuối tháng 1 năm 1975, cũng như nhiều chiến dịch trước đây, sau khi nhận được mệnh lệnh chiến đấu của Bộ, Quân đoàn 2, trừ Sư đoàn 304 đang làm nhiệm vụ ở Thượng Đức, Quảng Nam, cùng với quân khu Trị Thiên mở chiến dịch tiến công, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giam chân các lực lượng quan trọng, nhất là Sư đoàn Dù và Sư đoàn Lính Thủy Đánh Bộ trên địa bàn Bắc Quân khu 1, phối hợp với chiến trường chính, chiếm một số địa bàn quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho chiến dịch kế tiếp. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 gồm Thiếu tướng Nguyễn Hữu An, tư lệnh, Thiếu tướng Lê Linh, chính ủy, tôi, phó tư lệnh, Đại tá Công Trang, phó chính ủy, Thượng tá Bùi Công Ái, tham mưu trưởng, Thượng tá Lê Khả Phiêu, chủ nhiệm chính trị, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thực, chủ nhiệm hậu cần, đã họp bàn triển khai kế hoạch tác chiến để có một phương án chọn hướng tấn công đáp ứng được những vấn đề cụ thể đặt ra. Các thành viên trong Bộ Tư lệnh đã tốn khá nhiều trí lực để chọn hướng tiến công chủ yếu của chiến dịch. Lúc đầu, một số ý kiến chọn hướng tiến công chủ yếu là Tây Huế. Đánh theo hướng này, mặc dù Huế đang cuối mùa mưa, nhưng đường 12 khá tốt, ta vẫn triển khai được binh khí kỹ thuật hiện đại, tập trung những mũi nhọn đột phá mạnh vào những chốt điểm quan trọng của địch. Nếu các chốt điểm này bị tiến công và uy hiếp, nhất định bọn chỉ huy tiền phương quân khu 1 đóng tại thành phố Huế sẽ phải tập trung lực lượng ra ngăn chặn, và như vậy ta sẽ đạt được mục đích tiêu hao, tiêu diệt, giam chân một bộ phận sinh lực địch. Nhưng sau đó khá nhiều ý kiến cho rằng hiện nay cơ hội tiến công địch trên toàn miền đã xuất hiện. Đặc biệt, sau chiến thắng Phước Long mùng 6 tháng 1 1975, ở miền Đông Nam Bộ, tinh thần binh sĩ quân đội Sài Gòn đã sa sút nghiêm trọng. Hàng mảng lớn các vị trí có ý nghĩa chiến thuật, chiến lược bị phá vỡ. Trong khi đó, lực lượng vũ trang ba thứ quân của ta phát triển mạnh. Các quân đoàn chủ lực cơ động lần lượt ra đời. Do vậy, quân đoàn nên chọn hướng tiến công chủ yếu, có quy mô tầm vóc xa rộng hơn, vừa có ý nghĩa chiến dịch, vừa có ý nghĩa chiến lược, để khi thời cơ đến, ta có đủ điều kiện tiến công, làm chủ nhiều vùng rộng lớn, tạo bản lề cho cuộc tổng tiến công chiến lược sau này. Từ những cân nhắc tính toán cẩn trọng, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân đoàn quyết định chọn hướng tiến công chủ yếu là Tây Nam Huế, khu vực đường 14, tiến công dọc tả hữu sông Chuồi và ra đường số 1. Chọn hướng tiến công này, ta có lợi thế triển khai binh hỏa lực, tập trung vào đối tượng chủ yếu là trung đoàn 54 của địch, bố trí trên các khu vực điểm cao, núi Bông, núi Nghệ, 224, 173, vùng Mỏ Tàu là hướng hiểm yếu và bất ngờ với địch. Khi thời cơ lớn xuất hiện, ta có thể nhanh chóng chiếm đường số 1, chia cắt Huế, Đà Nẵng, hình thành thế bao vây cô lập địch ở Trị Thiên Huế. Đầu tháng 2 năm 1975, giữa lúc các đơn vị trong Quân đoàn 2 và quân khu Trị Thiên đang ráo riết chuẩn bị mạng lưới hậu cần, đường xá cho chiến dịch, tôi, đại diện cho Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 và Đại tá Thanh Quảng, Phó Chính ủy quân khu Trị Thiên, được lệnh ra Bộ Tổng Tham mưu báo cáo kế hoạch tác chiến ở Trị Thiên, Huế. Sau khi nghe chúng tôi báo cáo kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết trên các hướng tiến công Trị Thiên trong 2 tháng 3 và 4 năm 1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Lê Trọng Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng đã cơ bản nhất trí. Chỉ riêng mốc thời gian quân đoàn và quân khu ấn định đến ngày mùng 10 tháng 3 năm 1975 mới có thể nổ súng thì hai đồng chí không chấp nhận. Mặc dù chúng tôi trình bày lý do mạng đường thi công dài qua nhiều đèo cao vực thẳm, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt lại phải giữ hết sức bí mật. Đồng chí Lê Trọng Tấn vẫn nói nghiêm khắc, một sự nghiêm khắc hiếm thấy ở anh. Mọi việc cho chiến dịch phải xong trước 24 giờ ngày mùng 4 tháng 3 năm 1975. Tôi biết các đồng chí gặp nhiều khó khăn, nhưng các đồng chí phải biết chiến dịch Trị Thiên Huế nằm trong chiến dịch chung của toàn quốc. Thời gian phải hết sức chặt chẽ, không thể ai muốn bắt đầu tiến công ngày nào cũng được. Các đồng chí đã tham gia nhiều chiến dịch lớn, phải hiểu rõ vấn đề này. Sau đó đồng chí quay sang Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói: đề nghị anh cho phép các lực lượng quân khu Trị Thiên và pháo binh quân đoàn 2 nổ súng đúng thời gian quy định từ ngày mùng 5 tháng 3, còn phần lớn quân đoàn 2 nổ súng sau 3 ngày. Sau này tôi mới biết ngày mùng 8 tháng 3 là ngày nổ súng của chiến trường chính, chiến trường Tây Nguyên. Chúng tôi chỉ được phép nổ súng trước hoặc đồng thời. Nếu mùng 9 tháng 3 chúng tôi mới chuẩn bị xong và mùng 10 tháng 3 mới có thể nổ súng, chậm hơn chiến trường chính 2 ngày thì rõ ràng là không được rồi. Đồng chí Võ Nguyên Giáp tuy gật đầu đồng ý với đề nghị của đồng chí Lê Trọng Tấn, nhưng với sự nhạy cảm của người chỉ huy, tôi biết đồng chí chưa thật yên tâm với việc chúng tôi chưa quán triệt sâu sắc những yêu cầu mới của chiến dịch này. Sáng hôm sau, Đại tướng cho thư ký gọi chúng tôi lại, dặn dò thêm: nhớ rằng chiến dịch này không như chiến dịch khác, các đồng chí có thể phát huy sáng kiến để đánh thật hay, hoàn thành vượt mức kế hoạch. Nhưng các đồng chí cũng cần nhớ những việc bộ đã quy định thì không được linh hoạt, phải chấp hành thật nghiêm. Chúng tôi chỉ biết hứa với đồng chí là đem mọi khả năng của cá nhân và tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của bộ giao. Sau khi làm việc xong, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ thị cho chúng tôi sang báo cáo với Thường trực Bộ Chính trị, mà cụ thể là với đồng chí Lê Đức Thọ. Vốn là người có tác phong sâu sát tỉ mỉ, sau khi hỏi thăm sức khỏe từng người trong Bộ Tư lệnh Quân khu Trị Thiên và Quân đoàn 2, tình hình sinh hoạt vật chất tinh thần của bộ đội và nói vài chuyện vui, đồng chí mới bắt đầu làm việc. Chúng tôi bắt đầu lần lượt báo cáo kế hoạch, quyết tâm và các mặt bảo đảm trên từng hướng, dự báo khả năng tiêu diệt địch, mở vùng giải phóng trên từng khu vực. Đồng thời, chúng tôi cũng nhấn mạnh kế hoạch thời cơ giải phóng toàn bộ chiến trường Trị Thiên Huế. Đồng chí Lê Đức Thọ chăm chú nghe chúng tôi báo cáo và xen vào hỏi những điều chúng tôi chưa nghĩ tới. Các đồng chí có nghĩ đến việc giải phóng Đà Nẵng không? Các đồng chí có thể hoàn thành kế hoạch giải phóng Trị Thiên Huế thì các đồng chí Liên khu 5 cũng có thể hoàn thành vượt mức kế hoạch giải phóng Quảng Ngãi và Quảng Tín. Khi đó, địch ở Đà Nẵng hoàn toàn bị cô lập. Ta có thể tiến công và giải phóng Đà Nẵng được đấy. Cuối cùng, đồng chí chỉ thị cụ thể: để có thể sẵn sàng khi có thời cơ tiến công Đà Nẵng, các đơn vị của Quân đoàn 2 không tham gia chiến dịch này nên bố trí sẵn xung quanh Đà Nẵng. Cụ thể, Sư đoàn 304 ở vùng Thượng Đức, Tây Đà Nẵng, Lữ Tăng và Lữ Pháo cho vào tập kết ở xung quanh đèo Mũi Châu, Tây Bắc Đà Nẵng. Đến đây, tôi xin đi trước thời gian một ít. Sau khi giải phóng miền Nam và cả thời gian sau này, nhiều đồng chí hỏi tôi: các đồng chí quân sự cũng bị bất ngờ về việc ta giải phóng Sài Gòn mùa xuân năm 1975, phải không? Tôi thành thật trả lời rằng: đúng, cán bộ cỡ chúng tôi hồi đó thì chưa nghĩ đến, nhưng các đồng chí trong Bộ Chính trị thì đã nghĩ đến. Hơn thế nữa, các đồng chí đó đã có cả kế hoạch thời cơ. Nếu không có kế hoạch đó, nghĩa là không nắm chắc địch, không có những bước dự kiến xa hơn, không chỉnh lý những phương án tác chiến cho phù hợp với tình hình chung của miền, thì chiến dịch đầu chúng tôi đánh vào hướng Tây Huế, không có lực lượng lớn chia cắt đường một. Khi địch rối loạn rút chạy, chúng sẽ dễ dàng co về Đà Nẵng phòng thủ chống trả. Đặc biệt, khi có lệnh tiến công giải phóng Đà Nẵng, nếu Sư đoàn 304 và các Lữ Tăng Pháo không ém sẵn ở các vị trí thuận lợi thì ta cũng không tiến công giải phóng Đà Nẵng ngay được. Và như vậy, việc tiến về giải phóng Sài Gòn cũng không dễ dàng gì. Sáng ngày 5 tháng 3 năm 1975, theo kế hoạch của Bộ, các lực lượng vũ trang trong khu vực Trị Thiên được lệnh tiến công quân địch, phối hợp với chiến trường chính. Mở màn chiến dịch, các lực lượng vũ trang quân khu Trị Thiên đã đồng loạt tiến công hầu khắp vùng đồng bằng, cả những nơi hậu cứ của chúng. Địch đã có dự kiến có cuộc tiến công này và đã có kế hoạch đánh trả. Nhưng về quy mô, không gian và lực lượng thì chúng hoàn toàn bị bất ngờ. Trước sau như một, chúng vẫn cho ta chỉ có thể đánh từ hướng Tây xuống. Do đó, qua ngày đầu bị ta tiến công, Bộ Chỉ huy Tiền phương quân khu 1 sa vào thế bị động, vội vã điều lực lượng từ phía Tây xuống phía Đông. Nhưng cuộc điều binh còn đang dang dở, thì ngày 6 tháng 3, 3 trung đoàn 456, bộ đội chủ lực quân khu Trị Thiên đã nổ súng tiến công địch dọc trục đường 12. Chúng đành phải để lực lượng lại Tây Huế chống trả và điều lực lượng từ hướng Tây Nam Huế ra giải tỏa khu vực đồng bằng. Giữa lúc địch đang sa vào thế, chưa đoán được hướng nào là hướng tiến công trọng yếu của ta, thì ngày 8 tháng 3, Sư đoàn 324 ém quân ở Tây Nam Huế bất ngờ tiến công vào núi Bông, núi Nghệ, Mỏ Tàu, điểm cao 303, nơi chúng vừa điều lực lượng đi giải tỏa. Để đối phó với mũi tiến công của Sư đoàn 324, bọn chỉ huy địch lại phải cho lực lượng vừa điều xuống đồng bằng quay trở lại. Cùng lúc, chúng điều thêm một phần lực lượng ở phía Nam, Lương Điền, Mũi Né, nơi Sư đoàn 325 chuẩn bị tiến công ra ứng cứu. Sáng 12 tháng 3, do bị mất cao điểm 224 và khu vực đường 14, địch thấy rõ nguy cơ bị chia cắt giữa Huế và Đà Nẵng. Sân bay Phú Bài sẽ bị uy hiếp và tiến tới Trị Thiên, Huế sẽ bị cô lập. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 vội vã điều động thêm lực lượng tăng cường phòng thủ khu vực này. Trong một ngày, chúng điều 4 tiểu đoàn. Tiểu đoàn biệt động quân 61 ra núi Bông, tiểu đoàn biệt động quân 96 và tiểu đoàn 94 có chi đoàn thiết giáp 27 yểm trợ ra cao điểm 31 và tiểu đoàn bộ binh 2 sư đoàn 1, chuẩn bị chiếm lại các điểm đã mất. Cuộc chiến đấu ở khu vực sư đoàn 324 ngày đêm diễn ra hết sức quyết liệt. Trung bình mỗi ngày, địch dùng 5.000 quả pháo, 60 lần chiếc máy bay các loại đánh phá các vị trí quân ta đang chiếm giữ. Đặc biệt, khu vực điểm cao 224, ta và địch giành giật nhau trong vòng 7 ngày. Sáng ngày 20 tháng 3, trong lúc bọn địch đang hí hửng, tưởng chừng đã chặn được bước phát triển của sư đoàn 324, tức là đã chặn được mũi tiến công chủ yếu của ta. Bất thần, sư đoàn 325 tiến công dũng mãnh khu vực Nam Sông Chuồi, gồm các điểm cao 494, 520 đồi Yên Ngựa, dãy Kim Sắc. Qua 2 ngày chiến đấu, sư đoàn 325 đã chiếm được đoạn đường số 1 dài hơn 20 km, cắt đứt hẳn đường ô tô duy nhất của chúng về Đà Nẵng. Như vậy, trong nửa tháng tiến công vào hướng Nam Thừa Thiên Huế, mặc dù địch phần nào đã biết ta sẽ tiến công lớn năm 1975 và đã cho bố phòng chu đáo, nhưng bằng nghệ thuật điêu luyện về chọn hướng và tạo thế bất ngờ, ta đã từng bước điều khiển địch từ phía Tây xuống phía Đông, từ phía Nam lên phía Bắc, để cuối cùng tập trung đòn đột kích mạnh vào nơi hiểm yếu của địch, chiếm giữ các điểm then chốt, tạo thế chia cắt chiến dịch, làm cho địch hoàn toàn lâm vào thế bị động. Bị thất bại lớn trên chiến trường Tây Nguyên và nhiều chiến trường khác, trong những ngày hạ tuần tháng 3 năm 1975, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu đành ủy thác cho Trung tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh vùng 1 chiến thuật tùy cơ ứng biến ở địa bàn Bắc quân khu 1, nghĩa là rút bỏ Trị Thiên, Huế về bảo vệ Đà Nẵng. Nắm chắc diễn biến tình hình trên chiến trường, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 và Bộ Tư lệnh Quân khu Trị Thiên đều nhận định quân địch sẽ rút chạy theo đường biển qua cửa Thuận An, nên đã thống nhất chủ trương cho lực lượng bịt chặt cửa biển này. Trước hết, Bộ Tư lệnh Quân khu Trị Thiên và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 cho các trận địa pháo cơ giới di chuyển trận địa lên phía trước, sao cho đủ tầm bắn phá cửa Thuận An, cửa Tư Hiền và một số mục tiêu ven biển lân cận. Sau đó, Bộ Tư lệnh cho Sư đoàn 324 Quân đoàn 2 tiến ra phía Nam, các trung đoàn 1-2 Quân khu Trị Thiên vòng lên phía Bắc bịt chặt cửa Thuận An để ngăn chặn địch có thể dùng lực lượng từ Đà Nẵng ra giải vây. Quân đoàn 2 lệnh cho Sư đoàn 325 tiếp tục tiến công giải phóng đường 1 tới chân đèo Hải Vân. Nếu xem xét toàn việc điều động binh lực truy chặn địch, ta thấy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đã dùng phần lớn lực lượng để bao vây ngăn chặn chúng từ hai hướng, chỉ dùng một lực lượng nhỏ tiến công từ hướng chính diện vào chiếm Huế. Thực ra, đây cũng không phải mưu kế gì mới, mà chỉ là kinh nghiệm của nhiều cuộc chiến tranh, kể cả những kinh nghiệm các chiến dịch lớn của chúng ta trong chống Pháp, chống Mỹ đều chỉ rõ. Lúc địch rút chạy nên dùng lực lượng vòng lên chặn địch lại để tiêu diệt, không nên dùng lực lượng lớn tiến công chính diện, vì làm như vậy khác nào mở đường cho chúng chạy thoát. Trên đường tiến quân ra Nam cửa Thuận An, Sư đoàn 324 đã bắt được hơn 5.000 tên địch, nhưng một bộ phận khá lớn vẫn tìm mọi cách chạy về phía Nam. Biết quân địch chỉ rút một bộ phận nhỏ, chủ yếu là các lữ đoàn lính thủy đánh bộ. Theo cửa Thuận An, còn đại bộ phận rút theo ven biển qua cửa Tư Hiền để đi bộ về Đà Nẵng. Chúng tôi lập tức lệnh cho Sư đoàn 325 cho một trung đoàn vòng ra Nam cửa Tư Hiền chặn địch. Nhưng khi các chiến sĩ Sư đoàn 325 đến nơi thì hầu hết bọn địch ở đây đã bị các tiểu đoàn địa phương tỉnh Thừa Thiên đón bắt. Các đồng chí đề nghị Sư đoàn 325 tập trung lực lượng ngăn chặn địch từ Đà Nẵng ra giải vây. Tuy nhiên, trên thực tế không có đơn vị nào của địch dám mò ra, vì lúc này Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã giải phóng các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Tín. Sư đoàn 325 lợi dụng thời cơ đó cho lực lượng tiến công chiếm cầu Lăng Cô, chân đèo Hải Vân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến công thành phố Đà Nẵng sau này. Nhờ chặn đầu được quân địch và bao vây chặt các ngả đường nên chúng tôi đã tiêu diệt và làm tan rã tại chỗ hầu hết quân địch ở Trị Thiên, Huế. Một bộ phận nhỏ tàn binh chạy được vào Đà Nẵng, không có vũ khí, không thành đơn vị. Tâm lý chiến bại không những không tăng cường được gì về sức mạnh, mà trái lại càng làm cho thành phố này thêm rối loạn. Đêm 24 tháng 3 năm 1975, phát huy thắng lợi to lớn của các đơn vị đánh trận trên hướng chính diện thành phố Huế, chúng tôi quyết định sử dụng Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, nhanh chóng đánh chiếm Phú Bài, mở đường cho quân đoàn tiến vào giải phóng Huế. Tảng sáng ngày 25 tháng 3, Tiểu đoàn 3 nổ súng đánh chiếm quận Lỵ, Hương Thủy. Cùng lúc, Trung đoàn 101 đánh vào Phú Bài. Địch bị bất ngờ tháo chạy tán loạn, bỏ lại toàn bộ vũ khí trang bị kỹ thuật. Trong đó có một đoàn xe cơ giới đang nổ máy. Bộ đội ta thu được 3 chiếc xe tăng M48, 3 xe bọc thép M113 để tăng cường lực lượng cho mình. Sau khi giải phóng Phú Bài và Hương Thủy, Trung đoàn 101 tiếp theo là Trung đoàn Bộ binh 3, Sư đoàn 324 có xe tăng đi cùng, được nhân dân địa phương giúp thêm phương tiện, xe lam, xe tải, vận chuyển tiến rất nhanh vào nội đô Huế. Đúng 13 giờ ngày 25 tháng 3, tiểu đội phó trinh sát Nguyễn Văn Phương đã cắm lá cờ chiến thắng lên Phú Văn Lâu. Một bộ phận của Trung đoàn 3 cùng xe tăng 14 giờ chiều cùng ngày đã chiếm lĩnh sở chỉ huy quân đoàn 1 Ngụy ở Mang Cá và tới giải phóng cho hơn 2.000 tù binh chính trị ở nhà lao Thừa Phủ. Ở hướng Bắc, các lực lượng của quân khu Trị Thiên cũng tràn vào đánh chiếm các mục tiêu trong thành phố. 16 giờ chiều ngày 25 tháng 3, cờ giải phóng đã tung bay khắp thành phố Huế. Ngày 27 tháng 3 năm 1975, căn cứ tình hình phát triển hết sức có lợi trên chiến trường Trị Thiên, Huế và chiến trường quân khu 5, Bộ Chính trị Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương đã hạ quyết tâm mở chiến dịch giải phóng Đà Nẵng. thành phố quân sự lớn nhất miền Trung Trung Bộ của Mỹ Ngụy. Bộ chỉ huy chiến dịch gồm các anh Lê Trọng Tấn, Chu Huy Mân, Lê Quang Hòa, Giáp Văn Cương. Lực lượng tham gia chiến dịch gồm toàn bộ quân đoàn 2, sư đoàn 2 quân khu 5 và các lực lượng vũ trang địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng. Thời gian ấn định vào ngày mùng 3 tháng 4 năm 1975, quán triệt ý định và nhiệm vụ trên giao, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đã hạ quyết tâm và sử dụng lực lượng trên từng hướng. Hướng chủ yếu do sư đoàn 324 và phần lớn lữ đoàn xe tăng 203 hành tiến theo trục 14B vào Tây Bắc Đà Nẵng. Sư đoàn 304 đảm nhiệm hướng thứ yếu 1 tiến vào Tây Đà Nẵng qua ngã Đại Lộc. Sư đoàn 325 phụ trách hướng thứ yếu 2 tiến theo đường 1 qua đèo Hải Vân vào trung tâm thành phố. Tận dụng thời gian còn vài ba ngày mới mở chiến dịch. Ngày 28 tháng 3, tôi cùng đồng chí Duy Sơn, sư đoàn trưởng sư đoàn 324, xin phép Bộ Tư lệnh Quân đoàn vào thăm và kiểm tra một vài đơn vị của quân đoàn đang đóng quân trong thành phố Huế vừa được giải phóng. Điểm đầu tiên chúng tôi đến là đồn Mang Cá, thủ phủ của Bộ Tư lệnh Tiền phương Quân đoàn 2 Ngụy. Nơi đây, gần 100 năm trước, quan thượng thư bộ binh Tôn Thất Thuyết đã giấy binh tiến công quân Pháp ở thành phố Huế. Sự nghiệp không thành, ông và một số sĩ phu yêu nước phò vua Hàm Nghi cần vương chống giặc. Dọc đường từ ngõ Thượng Tứ vào đồn Mang Cá, chúng tôi như còn nghe đâu đây tiếng thét căm hờn của hàng nghìn quân sĩ yêu nước quyết một phen sống mái với quân thù. Đồng thời, chúng tôi cũng nghe đâu đây văng vẳng rất gần tiếng hô xung phong tiến lên diệt Mỹ của đồng bào và chiến sĩ thành Phú Xuân, đặc biệt là 11 cô gái sông Hương trong Tết Mậu Thân 1968. Sau khi xem Mang Cá, chúng tôi ngược lên chùa Thiên Mụ. Ở đây, chúng tôi gặp đồng chí Tâm, sư đoàn trưởng sư đoàn 325, đang nghiên cứu địa hình ở khu vực chùa. Cũng như đồng chí Tâm, chúng tôi không phải là những người sùng đạo, thư giãn đi vãn cảnh chùa, mặc dù đây là khu văn hóa lịch sử rất có giá trị. Điều chính khiến chúng tôi lên đây là vì khu này có vị trí khá cao trong thành phố. Đứng ở đây, có thể quan sát được toàn cảnh vùng ngoại ô, tả hữu sông Hương, phóng tầm mắt xa tít xuống tận cầu Mới, cầu Tràng Tiền, chợ Đông Ba, Đập Đá, cả núi Ngự, đền Nam Giao. Địa thế ở đây có vị trí chiến thuật khá lợi hại. Chúng tôi đang mải mê nghe đồng chí cán bộ dân chính địa phương giới thiệu địa hình thì nhận được thư khẩn cấp của đồng chí Nguyễn Hữu An, tư lệnh quân đoàn. Trong thư, đồng chí An cho biết, theo lệnh mới của Bộ, quân đoàn không phải chờ đến mùng 3 tháng 4 mới mở chiến dịch, mà phải chớp thời cơ địch đang hoang mang rối loạn tấn công ngay. Do thời gian rất gấp, đồng chí An báo cho tôi không phải trở về sở chỉ huy nữa, mà đi thẳng xuống sư đoàn 325 để chỉ đạo đơn vị tiến công theo đường 1. Đồng chí cũng cho biết tất cả các trận địa pháo ở đèo Mũi Châu đã ở tư thế chuẩn bị bắn phá chi viện cho các hướng tiến công vào Đà Nẵng. Chia tay với đồng chí Duy Sơn, tôi lên xe cùng đồng chí Tâm vừa đi vừa bàn công việc cho bộ đội tiến công vào ngày mai, 29 tháng 3. Do lực lượng sư đoàn 325 còn đứng chân rải rác ở nhiều địa điểm khác nhau, nên chúng tôi quyết định cho Trung đoàn 18 hiện ở Bắc đèo Hải Vân tiến công trước. Tôi và đồng chí Huy, sư đoàn phó sư đoàn 325, sẽ đi trực tiếp chỉ đạo trung đoàn này. Hai đồng chí Tâm và Dương, sư đoàn trưởng và chính ủy trung đoàn, khẩn trương tập hợp trung đoàn 101 đang ở Huế bám theo sau để tạo thêm sức mạnh cho trung đoàn 18 đột phá trong hành tiến. Chúng tôi tăng cường thêm 2 đại đội xe tăng, 2 đại đội pháo 130 của quân đoàn. Khi đến ban chỉ huy sư đoàn, tôi và đồng chí Huy khẩn trương tập hợp 2 đại đội xe tăng, 2 đại đội pháo 130 và một số phương tiện chỉ huy đi lên phía trước. Rủi thay, vào đến Phù Lưu thì cầu đã bị hỏng do máy bay địch đánh phá. tôi đành để đồng chí Huy vượt trước vào chuẩn bị cho trung đoàn 18 tiến công vào sáng ngày 29. Còn tôi ở lại chỉ huy các lực lượng sửa cầu thông đường. Chắc các đồng chí sẽ hỏi, tại sao tư lệnh phó quân đoàn không đi vào chỉ huy trung đoàn mà lại ở lại sửa cầu? Sự việc cũng đơn giản thôi. Nếu không sửa được cầu, không đưa được tăng và pháo thì tôi có đi trước cũng chẳng làm được việc gì. Chỉ huy một trung đoàn chỉ có bộ binh thì chỉ một mình sư đoàn phó là được rồi. Sau khi xem xét hiện trường khu vực cầu, đồng chí chủ nhiệm công binh sư đoàn báo cáo nếu tập trung toàn bộ lực lượng và phương tiện kỹ thuật thì có thể sửa chữa xong cầu trước 24 giờ đêm. Tôi phấn khởi mừng thầm, động viên anh em thi công thật khẩn trương. Nhưng đến 4 giờ sáng khi kiểm tra lại cụ thể thì thấy tiến độ thi công đã bị đảo lộn. Nhanh nhất cũng phải 12 giờ trưa mới thông được cầu. Thật là gay go, tôi nghĩ. Nếu chỉ có bộ binh hành tiến thì việc vượt qua đèo Hải Vân cũng đã khó khăn, chứ đừng nói đến đánh vào Đà Nẵng. Theo tin trinh sát của Trung đoàn 18 và của Bộ, trên đèo Hải Vân hiện có một lữ đoàn lính thủy đánh bộ đang phòng giữ. Để xử lý tình huống phức tạp này, tôi đành phải để lại đại đội xe tăng T-54 và hai đại đội pháo xe kéo chờ thông đường vượt sau. Còn tôi cùng đại đội xe tăng lội nước vượt sông tiến vào phía trong. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trên chương trình của Win Win Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.